đây đằng thả lưới Ba Màng. Anh xin chào ông bà cô chú bạn. Hôm nay Hạnh với bé Trọng xuống sông thả lưới Ba Màng. Đây là sông nhà của Hạnh, thuộc ấp Hòa An, xã Lộc Chúc, huyện Nhân Kiện, tỉnh Kiên Giang. Xin mời bà cô chú các bạn trải nghiệm thả lưới cùng Hạnh với Trọng nha. Tại đường thả lưới Hạnh kiếm về đầm cơm ăn nha Trọng. Bây giờ Hạnh Trọng ở đây. Bây giờ mình thả về kiếm cá về làm cơm ăn, hy vọng sẽ dính cá nhiều. Rồi hai con cháu mình thả cho hết xuống nước này. Khoảng 2 tiếng sau, xíu nữa bé Trọng sẽ đi cuốn nước về. Mời bà con chú chị và bạn trải nghiệm cuốn nước cùng Hạnh với Trọng nha. Dính lục bình dữ rồi, lưu lại. Anh xin chào ông bà cô chú chị các giờ Hạnh với bé Trọng đi cuốn lưới Ba Màng về. Nãy hai cô cháu văng giờ đi cuốn về. Anh mời ông bà cô chú chị các bạn trải nghiệm cuốn lưới cùng Hạnh với Trọng nha. Xuất phát nha. Thank you.
chưa lên à? Ui, ui. Gì vậy trắng? Đúng rồi, cá. Ôi, con cá này dính. Ôi, nó còn sống nè. Cái lỗi kìa. Còn dính lắm. Còn, còn. Dính con cá nè chồng ơi, chồng chồng. Ồ, đây một con. Anh chút cá mà dính dính nhiều không? Nãy con thấy con cái chú kia xúc nữa. Đây, em dính được con cá mè dinh này nè. Anh con hả? Ồ, đây một con nữa. Này là cá dảnh. Nè, đó, hà lòi đó nha. Cái dảnh này kho lạc ăn ngon lắm. Mềm. Hai con. Hai loại. Dính thử là nhiều loại cá hả chồng? Dạ. Nhân đứa là dính nhiều loại cá đó. Ồ, đây một con cá thắt lát nữa nè. Ba loại rồi đó nghe. Quá quá luôn rồi. Cái lát này ngọt rồi. Nãy hai con cá kia còn sống. Hay quá nhiều. Còn cũng mới ngọt mà còn mềm mộng luôn. Ủa con nhiều loại cá hay chăng? Dạ, mới dính được mấy con à. Kinh này nước nó chảy ra vô cái bã nhiều. Bơi lướt, bơi xích lên ra đây nè con, nặng tướng nó không có nằm trên cái xuồng khó kéo à. Mà dính được có ba con thấy ham quá. Ghê hả? Thấy xúc cái hiêm rồi mốt mình đi xúc cá rồi. Chỉ chỉ là treo lưới, treo lúa. Treo lúa là cá lại nè. Ồ, khúc là im dữ. Con dính như chưa? Ồ, dính một con cá à. Cá gì ta? Cá cóc. Đây. Ngọt rồi. Cá cóc này nó kêu ngộ lắm nha chồng. Dạ. Ồ, còn sống, còn sống, còn sống. Bốn con, bốn loại. Mà không kêu, còn không cái con kia nó kêu lắm. Dạ. Yếu rồi. Chưa bắt nổi rồi. Mỗi lần lên một con lần loại hả? Bốn loại cá rồi đó. Bốn loại. Tính ra mình ở nước mình nhiều loại cá quá nha. Cái sông là cái cây này trúng dữ vậy. Nặng á, kéo mình mạnh sức lên nó nổi cứng à. Kìa, ôi con cá gì anh vậy ơi. Khó thọn chân nè, trong cái dính trong máy nè. Đó 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 đó. Con này nó mạnh dữ nha. Cái này kho lạc ăn cũng ngon rồi chồng. Còn cái giác. Cái giác nữa hả? Còn cái giác nữa.
cá mè dinh kho lạc lắm em ạ. Chính là còn vậy ngon không? Hai con là đủ rồi. Ta lưới này mình thấp ta. Này tới ta lạ mới gì nè. Bơi vô chồng ơi, kia cái xà lan chèn đi kìa. Ồ, dính thêm một con cá chẩn nữa chồng ơi. Ôi ôi ôi, dính dính dính. Cây kia nữa phải dính cá thì bị là nhiều, mình cuốn được một tay ngày mà dính được nhiều, còn hạnh còn tay nữa, mong tay sau sẽ dính đạt hiệu quả hơn cây này. Ta này thắt người ta chưa kia chúng là sao chồng, giờ đổ ta lưới thứ hai đầu. Cái này nó dai. Ủa, cái này nó dai. Trời quá. Ra kia mình thấp rồi đó chồng. Mong là nãy. Cây rồi kìa, chưa có đúng cái cây bự rồi. Ốc ham luôn kìa. Ủa, con ốc bự bự không như chồng. Xào mỡ cũng ngon đó. Ồ, chưa, cái cây này dính bự quá trọng ơi. Mình ước gì mà dính cá như dính cây ha, nãy giờ mình đỡ cây nhiều quá nha. Cá như dính cây thì nhiều lắm rồi nha. Rong nè. Mình nuôi cá mình bỏ vô. Giống người tròn. Giống người tròn thiệt ha. Người ta đặt cái tên cũng hay thiệt ha. Giống người tròn. Nè, thấy chưa? Wow, dính con cá chớp. Kêu kìa. Thả nó luôn đi. Thả gì vậy? Đây cái chốt đó, đi à, cá nhỏ này mình bắt cá bự thôi mà nó giờ chưa thấy cá bự luôn, dính cây nữa rồi đó chồng, chỉ ước dính cá như dính cây thôi. Đi một cây dính cây không đó. Ồ, dính con cá lô kiến chồng ơi. Cá này ô nó ủ quay luôn. Nhỏ không? Tiếng là phải gách lưới đây. Xíu à. Nó còn quay rồi nữa rồi, cây nữa rồi.
luôn cái hết hồn bự. Ủa nó màu gì nó trắng tươi vậy? Không nha. Gì vậy? Ngọt rồi. Ngọt rồi. Mình nó trơn nó trắng phiếu vào giật mình hết á. Cứng dữ rồi. 90kg là phải cách lưới. Lô kiến mình cách lưới nó quấn nhiều lắm. Cái lô kiến này nó màu trắng. Cũng như người ta vậy đó. Nè nó trắng nè. Cái này nó còn thất bại hơn cái kia nó chồng ơi. Wow, cái này con cá cóc bự quá. Không có thể chết, còn sống. Đó. Ủa sao mới kêu mà hết rồi. Bị xiết quá hết kêu nổi. Nó kêu tiếng của nó đi chăng cái ly mà hai cái nó ngập lại quá ha. Nè nó nghe kêu chưa? Nghe. Đó. Kêu vậy. Đó, đó. Ngộ ha. Dạ. Để mở từ nhẹ nhẹ ra. Nó xiết quá nè. Mở ra thì nó kêu mạnh hơn rồi đó. Con này nó kêu yếu rồi. Quá kiếm. Cá mà cũng kêu luôn đó, nghe chưa? Tay lớn này cũng hoàn gần hết rồi đó. Gần hết chứ, con hết rồi đó, đủ rồi bên ngoài. Bên có, nước này toàn tan ở trong đó kìa. Không dính cá mà bị khỏi đầu luôn. Xin lỗi. Cái này chắc là nhộng vừa cái tội nè, không dính cá nè. Ê đó, ê đầu rồi đó nha. Tới mùa mình bác không quên như là cá. Cái nào mình hợp cà này, cây này chưa chắc nhiều đâu. Khổ quá. Bên chưa có trái chín ha. Khổ đó. Kệ bên nó trái chín luôn kìa cháu. Cái chín nó bẻ về, chứ mình để chín thì mình dầm cá ăn cũng ngon đó đó. Rồi tay lưới này cũng hành thất bại hơn tay kia nữa. Rồi giờ nay cũng đã mình về nhà, làm một ngày sao. Xin có ông không nghe. Ồ, chín kìa nó hao, nó đỏ đỏ hết trơn luôn rồi đó. Cái này nó ăn chua chua, cái chùm mồi nè. Ở quê là giờ vô được trái một chùm mồi. Đó, sợ quá. Vô đó đi, vô đó. Ôi, nó đỏ ngay dưới đó luôn kìa. Hay chua chua. Đủ lắm, cây này trái sai rồi. Cây này cá dữ thiệt cái ha. Ăn biết chừng nào mà hết cây này đâu. Đây nè. Ồ đúng rồi cái đồng này nè. Còn cái đồng này nó chín đỏ ghê luôn. Cái trái chua lắm. Nó ăn cái chua chua lại chua đó. Trái sống chua hơn chồng. Mẹ. Ờ cái này mình vẽ gì mình kho cá thứ chồng. Lần đầu tiên mình làm thứ đây. Thí nghiệm ấy. Được. Được rồi. Ăn mà nó ngon mình làm thì nữa. Dạ. Trái giác thì mình ăn sống không được. Cái trái này mình ăn được. Ngon hơn cái giác. Cái giác ăn sống lâu được còn không? Ơi nó chua dữ lắm chồng ơi. Rồi cái trái này chắc kho chua thiệt rồi nè. Nhân mặt luôn chấm muối ăn một con muối á. Cái đùm trên trên là chín nữa. Nhiều đủ rồi chồng ơi, về chồng ơi. Kìa nghe chăng bên con kìa. Trái nó bự á, trái nó chưa chín thì nó còn nhỏ nè. Nó không có lớn nữa đâu, bơi lớn là lớn hết nghe hết chỗ rồi đó. Chín của nó đây. Để về mình phát cho mấy đứa ở sớm nè. Nè, chín nó đen, màu đen tối.
đó, màu đen tối luôn á. Em chọn giới thiệu sản phẩm trái trứng màu đen tối. Nghe vậy? Nghe giới thiệu mắc cười không? Không. Rồi về. Bé hồi ông đánh. Ồ, có ông cười. Đó, con ông bay kìa. Ồ, đó, 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 đó. Đây là cá hành dân lưới ba màng dính được, giờ hành kho lạc với trái chùm mồi. Với lục bình luộc, ăn với lục bình luộc. Lần đầu tiên hành kho lạc cá bằng trái chùm mồi, không biết ăn ra sao nữa. Giờ hành đi nhúm lửa. À, gió quá. Hành thắng nước màu kho cá. Thì hình bỏ dầu vô đang phi ha, phi hành. Phi hành kho nó mới thơm. Rồi nước màu của hành gì được, màu vàng gì được. Giờ hành đổ nước dừa vô. Bữa nay hành kho bằng nước dừa. Giờ hành đổ mấy nước mắm vô luôn. Đường với hạt nêm. Chờ sau là hành bỏ cá, nước kho cá hành sau, giờ hành bỏ cá vô. Cái màu nó ra đẹp nè. Wow, gớp à. Con gớp đi rửa coi vô sao. Vàng ống ánh luôn. Giờ hình bỏ trái chùm mồi vô luôn. Trái này nó chua. Chắc vô nước nóng đó, nó dập ra là nó chua nè. Rồi hầm chùm từ từ cho nó thấm con cá, nó ngon. Rồi cá kho hành chín nè. Giờ hành bỏ hành vô. Có cái mùi chua nồng lên rồi đó. Rồi nhắc xuống, đầu đi luộc rau. Rồi nóng rồi. Rồi giờ hành đổ nước vô đang luộc luộc bình. Chờ sôi hành nêm gia vị luôn cho nó thấm vô luộc cộng luộc bình. Rồi lục bình luộc của hành chính này, giờ hành gấp ra. Gấp ra này cho nó gõ nước mới bỏ vô dĩa. Rồi lục bình của hành đi xong. Giờ hành dọn cơm ăn. Đây là cá hành dân lưới ba màng dính được. Giờ hành kho lạc với trái chùm mồi. Giờ ở quê hạnh mùa này là mùa chùm mồi chín, một năm chỉ có một mùa thôi, mà cái ga nước nó cũng chua chua, nó cũng ngon. Giờ hạnh mời bà cô chú chị các bạn dùng cơm cùng hạnh với chồng. Còn đây là lục bình luộc, rồi dùng cơm thôi chồng ơi. Cơm này gạo dẻo à, gạo dẻo nước thơm. Cho chồng ăn gạo thơm luôn đó. Ăn thử á chồng.
Hôm nay qua cô chú chị các bạn ăn cá kho lạc với trái chùm mồi. Mời cả nhà ăn cá kho lạc với trái chùm mồi. Thiệt, trái chùm mồi này có cái vị chua. Nó chua hơn giác. Chua ha? Dạ. Như mà nó ra nước luôn rồi đó, chua nước luôn á. Chua hơn trái giác. Nó ngon hơn hả chồng? Đúng rồi. Anh mời ông bà cô chú chị các bạn ăn lục bình luộc. Cho xong. Chấm với nước cá chua chua ngọt ngọt ngon hả chồng? Dạ. Không bằng nước dừa nó ngon. Cái này mình ăn sống được, còn cái kia mình ăn sống hay là gồi đó. Bắt đầu bị ngứa rồi đó. Cái này ăn sống cũng được ha. Chiều ngay cái kinh nó dính dính ba cái à, mà ra dính cánh trà luôn, gượng hồi không dính gì trơn luôn. Ta lưới sau còn tệ dữ nữa, mong kinh nó dính nhiều, ai ngờ không dính luôn. Lưới sau dính được con cá cóc bự rồi, với cá lục kiến được mấy con, như là hai con lục kiến. Cái trái này gì mà khó ngon hết chồng? Dạ. Cái này mốt mình nấu canh chua cũng được nè. Luộc ra được, lấy nước. Được lấy nước á. Ăn thấy cũng hiệu quả đó, mốt mình làm nữa. Nó cũng hơi chua chua mà nó cũng có cái vị hơi ngọt ngọt nữa. Cái vị ngọt của nước dừa nè, ngon. Hơi hơi. Có nước dừa nữa hả? Không hay à? Không. Uống kho bằng nước dừa á, ngon. Vậy là nãy giờ có ăn không để tới đó rồi. Thấy ngon thôi à? Dạ. Cá nó mềm ăn ngon hả chồng? Dạ. Nó mềm theo nước dừa. Video văn lưới và màn của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn bà cô chú chị các bạn trong thời gian qua ủng hộ kênh Bích Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc bà cô chú chị các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Ông bà cô chú anh chị bạn ủng hộ kênh Út Con xin cảm ơn nhiều ạ.